Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 19, Ưu Bà Di Bất Động Phó Thác Thứ 9, Hạnh Thiện Pháp. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử ra khỏi thành Diệu Quang, trên đường đi du hành, chánh niệm suy ngẫm lời dạy của vua Đại Quang, nghĩ nhớ môn Bồ Tát Đại Từ Tràng Hạnh, suy ngẫm môn Tùy Thuận Thế Gian Tam Muội Quang Minh, tăng trưởng nguyện phước đức tự tại, lực không nghĩ bàn, kiên cố thành thục chúng sinh, trí không nghĩ bàn, quán sát bất cộng thọ dụng, đại oai đức không nghĩ bàn, nghĩ nhớ sai biệt tướng không nghĩ bàn, suy ngẫm thanh tịnh quyến thuộc không nghĩ bàn, suy ngẫm nghiệp tạo ra không nghĩ bàn. Lúc đó Thiện Tài đồng tử đi ra khỏi thành Diệu Quang, lúc trên đường đi du hành, chánh niệm suy ngẫm lời dạy của vua Đại Quang, nghĩ nhớ môn Bồ Tát Đại Từ Tràng Hạnh, suy ngẫm môn Tùy Thuận Thế Gian Tam Muội Quang Minh, tăng trưởng nguyện phước đức tự tại, lực không nghĩ bàn, kiên cố thành thục chúng sinh, trí huệ không nghĩ bàn, quán sát bất cộng thọ dụng, đại oai đức không nghĩ bàn của vua Đại Quang, nghĩ nhớ sai biệt tướng không nghĩ bàn của vua Đại Quang, suy ngẫm thanh tịnh quyến thuộc không nghĩ bàn của vua Đại Quang, suy ngẫm nghiệp tạo ra không nghĩ bàn của vua Đại Quang. Thiện Tài đồng tử bèn sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tịnh tín, sinh tâm dũng lợi, sinh tâm vui thích, sinh tâm hớn hở, sinh tâm khánh hạnh, sinh tâm không dơ đục, sinh tâm thanh tịnh, sinh tâm kiên cố, sinh tâm rộng lớn, sinh tâm vô tận. Thiện Tài đồng tử bèn sinh tâm hoan hỷ, sinh tâm tịnh tín, sinh tâm dũng lợi, sinh tâm vui thích, sinh tâm hớn hở, sinh tâm khánh hạnh, sinh tâm không dơ đục, sinh tâm thanh tịnh, sinh tâm kiên cố, sinh tâm rộng lớn, sinh tâm vô tận. Suy ngẫm như vậy, khóc lóc rơi lệ, nghĩ thiện tri thức thật là ít có, là nơi sinh ra tất cả các công đức, sinh ra tất cả các Bồ Tát hạnh, sinh ra tất cả Bồ Tát tịnh niệm, sinh ra tất cả Đà La Ni Luân, sinh ra tất cả Tam Muội Quang Minh, sinh ra tất cả chư Phật tri kiến, các mưa tất cả các mưa Phật pháp, hiện bày tất cả nguyện môn Bồ Tát, sinh ra trí huệ quang minh không nghĩ bàn, tăng trưởng tất cả rễ mầm Bồ Tát. Khi Thiện Tài đồng tử suy ngẫm như vậy, bèn khóc lóc rơi lệ, nghĩ thiện tri thức thật là ít có, thiện tri thức là nơi sinh ra tất cả các công đức, sinh ra tất cả các Bồ Tát hạnh, sinh ra tất cả Bồ Tát tịnh niệm, sinh ra tất cả Đà La Ni Luân, sinh ra tất cả Tam Muội Quang Minh, sinh ra tất cả chư Phật tri kiến, các mưa tất cả các mưa Phật pháp, hiện bày tất cả nguyện môn Bồ Tát, sinh ra trí huệ quang minh không nghĩ bàn, tăng trưởng tất cả rễ mầm Bồ Tát. Lại nghĩ như vậy, bậc thiện tri thức hay cứu hộ khắp tất cả đường ác, hay khắp diễn nói các pháp bình đẳng, hay khắp hiển bày các đường bằng phẳng, đường hiểm, hay khắp khai xiển áo nghĩa đại thử, hay khắp khuyến phát các hạnh phổ hiền, hay khắp dẫn đến thành nhất thiết trí, hay khắp khiến vào biển cả pháp giới, hay khắp khiến thấy biển pháp ba đời, hay khắp trao cho chúng thánh đạo tràng, hay khắp tăng trưởng tất cả pháp trắng. Thiện Tài đồng tử lại nghĩ như vậy, bậc thiện tri thức hay cứu hộ khắp tất cả chúng sinh thọ khổ trong các đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ngài hay khắp diễn nói tất cả các pháp bình đẳng, hay khắp hiển bày tất cả các đường bằng phẳng rộng lớn hoặc đường eo hẹp nguy hiểm, hay khắp khai triển đạo lý áo nghĩa Phật pháp đại thừa, hay khắp khuyến tất cả chúng sinh phát tâm tu các hạnh Bồ Tát phổ hiền, hay khắp dẫn dắt chúng sinh đến thành nhất thiết trí, hay khắp khiến cho chúng sinh vào biển cả pháp giới, hay khắp khiến cho chúng sinh thấy được biển pháp ba đời, hay khắp trao cho chúng sinh tất cả chúng thánh đạo tràng, hay khắp tăng trưởng tất cả thiện pháp trắng tịnh. Khi Thiện Tài đồng tử bi ai suy ngẫm như vậy, thì vị trời thường tùy theo giác ngộ Bồ Tát được Như Lai phái đến ở trong hư không bảo rằng: Thiện nam tử, nếu ai tu hành theo lời dạy của thiện tri thức thì chư Phật Thế Tôn thảy đều hoan hỷ. Nếu ai tùy thuận lời dạy của thiện tri thức thì sẽ được gần bậc nhất thiết trí. Nếu ai không nghi hoặc đối với lời dạy của thiện tri thức thì sẽ thường gặp được tất cả bạn lành. Nếu ai phát tâm nguyện thường không lìa khỏi bậc thiện tri thức thì sẽ được đầy đủ tất cả nghĩa lợi. Thiện nam tử, ngươi hãy đi đến vương đô an trụ, sẽ gặp được đại thiện tri thức Ưu Bà Di Bất Động. Khi Thiện Tài đồng tử bi ai suy ngẫm thiện tri thức như vậy, thì có vị trời tên là thường tùy theo giác ngộ Bồ Tát được Như Lai phái đến ở trong hư không bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, nếu có ai tu hành theo lời dạy của thiện tri thức thì chư Phật Thế Tôn thảy đều hoan hỷ. Nếu ai tùy thuận lời dạy của thiện tri thức thì sẽ được gần bậc nhất thiết trí. Nếu ai không nghi hoặc đối với lời dạy của thiện tri thức thì sẽ thường gặp được tất cả bạn lành. Nếu ai phát tâm nguyện thường không lìa khỏi bậc thiện tri thức thì sẽ được đầy đủ tất cả nghĩa lợi, minh bạch tất cả đạo lý.
Thiện nam tử, ngươi hãy đi đến vương đô an trụ, lập tức sẽ gặp được đại thiện tri thức Yêu Bà Di Bất Động. Đây là hạnh thứ 9, hạnh thiện pháp. Bất động biểu thị tự phát tâm đến, đối với tất cả pháp đều đắc được định. Vì phiền não nhị thừa không thể động được, cũng khiến tâm chúng sinh chẳng động, dùng trí tu từ cho nên thị hiện thân nữ, do đó xưng là Yêu Bà Di Bất Động. Vương đô chỉ bậc vương tử, an trụ, biểu thị trí khế thật pháp chẳng bị duyên hoại. Bây giờ thiện tài đồng tử từ tam muội trí quang minh dậy từ từ đi du hành đến thành an trụ, đi khắp nơi tìm kiếm hỏi Yêu Bà Di Bất Động hiện đang ở đâu. Vô lượng mọi người đều đáp rằng: Thiện nam tử, Yêu Bà Di Bất Động thân là đồng nữ đang ở nhà của cô ta, có cha mẹ giữ gìn, diễn nói diệu pháp với vô lượng những người thân thuộc. Thiện tài đồng tử nghe như vậy rồi sinh tâm hoan hỷ, như được gặp cha mẹ, liền đi đến nhà Yêu Bà Di Bất Động. Lúc đó thiện tài đồng tử từ trong tam muội trí quang minh xuất định, từ từ đi du hành về hướng nam đến thành an trụ, bèn đi khắp nơi tìm kiếm Yêu Bà Di Bất Động, hỏi mọi người rằng: Yêu Bà Di Bất Động hiện đang ở đâu? Có vô lượng mọi người đều đáp rằng: Thiện nam tử, Yêu Bà Di Bất Động thân là đồng nữ thanh tịnh đang ở nhà của cô ta, có cha mẹ giữ gìn, cô ta dễ nói diệu pháp với vô lượng những người thân thuộc. Thiện tài đồng tử nghe như vậy rồi sinh tâm hoan hỷ, giống như được gặp cha mẹ, liền lập tức đi đến nhà Yêu Bà Di Bất Động. Vào trong nhà thấy ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp nơi, ai thấy được ánh sáng đó thì thân tâm đều mát mẻ. Ánh sáng đó chiếu đến thân thiện tài đồng tử, lập tức ngài đắc được 500 môn tam muội, đó là môn tam muội thấu rõ tất cả tướng hỷ hữu, môn tam muội nhập tịch tính, môn tam muội xa lìa tất cả thế gian, môn tam muội phổ nhãn xả được, môn tam muội như lai tạng, vân vân. Đắc được 500 môn tam muội như vậy, nhờ những môn tam muội đó thâm tâm mềm mại như thai nhi 7 ngày, lại ngửi được hương thơm vi diệu, chẳng phải chư thiên long cản thát bà vân vân, người chẳng phải người có được. Thiện tài đồng tử vào trong nhà của Yêu Bà Di Bất Động, thấy ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp nơi, ai thấy được ánh sáng đó thì thân tâm đều được mát mẻ. Ánh sáng đó chiếu đến thân thiện tài đồng tử, ngài lập tức đắc được 500 môn tam muội, đó là môn tam muội thấu rõ tất cả tướng hy hữu, môn tam muội chứng nhập nơi tịch tĩnh, môn tam muội xa lìa tất cả cảnh giới thế gian, môn tam muội phổ nhãn xả được, môn tam muội như lai tạng, vân vân. Ngài đắc được 500 môn tam muội như vậy, nhờ những môn tam muội đó thâm tâm mềm mại như thai nhi 7 ngày, ngài lại ngửi được hương thơm vi diệu, chẳng phải chư thiên long càn thát bà vân vân, người chẳng phải người có được. Thiện tài đồng tử đi đến trước Yêu Bà Di Bất Động, cung kính chắp tay, một lòng quan sát, thấy sắc thân Yêu Bà Di đoan chánh xinh đẹp, tất cả người nữ trong 10 phương thế giới, không ai bằng được, huống gì là hơn, chỉ trừ Như Lai và tất cả Bồ Tát Quán Đảnh. Miệng tỏa ra hương thơm vi diệu, cung điện trang nghiêm, cùng với quyến thuộc không ai bằng được, huống gì là hơn, tất cả chúng sinh 10 phương thế giới, không ai khởi tâm nhiễm trước. Đối với vị Yêu Bà Di này, nếu ai tạm thấy được thì hết thảy phiền não đều tự tiêu diệt. Ví như trăm vạn đại phạm thiên vương quyết định chẳng còn sinh phiền não dục giới. Nếu ai thấy được vị Yêu Bà Di này thì hết thảy phiền não nên biết cũng như vậy. 10 phương chúng sinh quán người nữ này đều không nhảm đủ, chỉ trừ bậc đầy đủ đại trí huệ. Thiện tài đồng tử đi đến trước mặt Yêu Bà Di Bất Động, cung kính chắp tay một lòng quan sát, nhìn thấy sắc thân của Yêu Bà Di rất đoan chánh xinh đẹp, thủ thắng vi diệu, tất cả những người nữ trong 10 phương thế giới không ai bằng được, huống gì là hơn cô ta, chỉ trừ Như Lai và tất cả Bồ Tát Quán Đảnh Pháp Vương Tử. Quang minh và tướng tốt trang nghiêm của các ngài mới hơn vị Yêu Bà Di Bất Động này, ngoài ra chẳng ai bằng cô ta được. Miệng của cô ta tỏa ra hương thơm vi diệu, cung điện trang nghiêm, cùng với quyến thuộc của cô ta không ai bằng được, huống gì là hơn. Tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới nhìn thấy vị Yêu Bà Di này đều sinh tâm chánh niệm cung kính, không ai khởi chút tâm nhiễm trước nào. Vì sự xinh đẹp của cô ta rất thanh tịnh, chẳng xen tạp chút nhiễm ô nào. Cô ta giống như một tấm gương quang minh viên mãn, chúng sinh thấy được cô ta đều sinh tâm chiêm ngưỡng hâm mộ, chẳng có tâm niệm ái dục. Cô ta khiến cho chúng sinh sinh ra tư tưởng thanh tịnh giác ngộ. Nếu có chúng sinh tạm nhìn thấy được vị Yêu Bà Di Bất Động này thì hết thảy phiền não của họ đều tự nhiên tiêu diệt hết sạch, giống như trăm vạn đại phạm thiên vương quyết định chẳng còn sinh ra phiền não của chúng sinh dục giới. Nếu ai thấy được vị Yêu Bà Di Bất Động này thì hết thảy phiền não nên biết cũng như vậy.
Mười phương chúng sinh nhìn xem người nữ này, trong tâm đều có cảm giác không nhàm chán, đầy đủ được, chỉ trừ bậc đầy đủ đại trí huệ Phật và Bồ Tát mới không có sự chấp trước này. Bấy giờ thiện tài đồng tử cúi mình chắp tay chánh niệm quán sát, thấy người nữ này thân tự tại không thể nghĩ bàn, sắc tướng dung nhan thế gian không ai bằng được, quang minh chiếu triệt, không vật gì chướng ngại được, khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích, lỗ chân lông chân thân luôn tỏa ra hương thơm vi diệu, quyến thuộc vô biên, cung điện bậc nhất, công đức sâu rộng chẳng biết được bờ mé, tâm sinh hoan hỉ, dùng kệ tụng rằng: giữ gìn giới thanh tịnh, tu hành nhẫn rộng lớn, tinh tấn chẳng thối chuyển, quang minh chiếu thế gian. Lúc đó thiện tài đồng tử cúi mình cung kính chắp tay chánh niệm quán sát Yêu Bà Di Bất Động, thấy người nữ đó thân thể tự tại không thể nghĩ bàn, sắc tướng dung nhan của cô ta trên thế gian không ai bằng được, chẳng có ai xinh đẹp bằng cô ta, quang minh của cô ta chiếu suốt thông triệt, không có vật gì chướng ngại được, cô ta khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích, lỗ chân lông trên thân của cô ta luôn tỏa ra hương thơm vi diệu. Tôi thường thường nói, người tu hành thường giữ giới thì trên thân tỏa ra hương thơm, nếu chẳng có tâm sân hận cũng sẽ tỏa hương thơm, vì có chẳng có tâm tham cũng sẽ tỏa hương thơm, chẳng có tâm ngu si đều tỏa ra hương thơm. Quyến thuộc của cô ta vô lượng vô biên rất là nhiều, cung điện cũng trang nghiêm bậc nhất, công đức của cô ta sâu rộng chẳng cách chi biết được bờ mé. Thiện tài đồng tử tâm sinh hoan hỷ, dùng kệ khen ngợi vị Yêu Bà Di này rằng: ngày thuở xưa đã giữ gìn giới luật thanh tịnh, tu hành rất nhẫn nhục rộng lớn, người khác không thể nhẫn mà ngài nhẫn được, người khác không chịu được mà ngài chịu được, ngài luôn luôn tu pháp môn tinh tấn mà không thối chuyển, cho nên hiện tại ngài có trí huệ quang minh rộng lớn, chiếu sáng khắp thế gian, lợi ích tất cả chúng sinh. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi, bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, con nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử nói bài kệ đó rồi, bèn bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, con được vua Đại Quang giới thiệu cho con nói, Đức Thánh ngài rất khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin ngài hãy vì con mà khai thị diễn nói. Bấy giờ Yêu Bà Di Bất Động dùng lời Bồ Tát mềm mại, lời vui lòng an ủi thiện tài mà bảo rằng: lành thay thiện nam tử, người đã có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng, ta đắc được hạnh môn Bồ Tát kiên cố thọ trì, ta đắc được môn tổng trì Bồ Tát tất cả pháp bình đẳng địa, ta đắc được môn biện tài Bồ Tát chiếu minh tất cả pháp, ta đắc được môn tam muội Bồ Tát cầu tất cả pháp không mỏi nhàn. Lúc đó Yêu Bà Di Bất Động dùng lời Bồ Tát mềm mại, lời vui lòng an ủi thiện tài đồng tử mà bảo rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi đã có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Mọi người hãy nghĩ xem, Bồ Tát chưa từng có thái độ nói lời thô lỗ, chẳng làm cho người khác chẳng vui vẻ, vì ngài dùng lời mềm mại, lời nhẹ nhàng, chẳng nói lời nặng nề, làm cho người khác đau khổ. Yêu Bà Di Bất Động lại nói: thiện nam tử, ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng, hết thảy thiên ma ngoại đạo đều không cách chi thôi phục được trí huệ quang minh của ta, tức cũng là trí huệ vô ngại, có trí huệ thì phiền não không thể phá hoại được, nên khó thôi phục, trí này bao dung nên gọi là tạng. Ta lại đắc được hạnh môn Bồ Tát kiên cố thọ trì, bất cứ gặp chúng sinh ác nào cũng đều kham nhẫn, vì ta khắp sinh các cõi mà tâm chẳng mê. Ta lại đắc được môn tổng trì Bồ Tát tất cả pháp bình đẳng địa, có thể thâm nhập pháp môn, đắc được bậc pháp tánh. Ta lại đắc được môn biện tài Bồ Tát chiếu minh tất cả pháp, do chánh tư duy Phật pháp mà chiếu sáng khác biệt nên được biện tài chuyển bánh xe pháp. Ta lại đắc được môn tam muội Bồ Tát cầu tất cả pháp không mỏi nhàm, một lòng cầu pháp nên gọi tam muội, gần Phật không nhàm, thọ pháp không đầy đủ. Thiện tài đồng tử nói: Đức Thánh, môn giải thoát Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng, cho đến môn tam muội cầu tất cả pháp không mỏi nhàm, cảnh giới như thế nào? Đồng nữ đáp: chỗ này khó biết. Thiện tài nói: xin Đức Thánh nương thần lực của Phật vì con mà diễn nói, con sẽ do nhờ thiện tri thức sẽ tin, sẽ thọ, sẽ biết, sẽ thấu rõ, du nhập quán sát, tu tập tùy thuận, lìa các sự phân biệt, rốt ráo bình đẳng. Thiện tài đồng tử nói: Đức Thánh, môn giải thoát Bồ Tát khó thuyết phục trí huệ tạng,
cho đến môn tam muội cầu tất cả pháp không mỏi nhàm những cảnh giới như thế nào? Đồng nữ đáp: Thiện nam tử, chỗ này khó biết được. Thiện tài đồng tử nói: Xin Đức Thánh hãy nâng đại oai thần lực của chư Phật ba đời vì con mà diễn nói diệu pháp đó. Hiện tại con sẽ do nhờ thiện tri thức nói pháp, con sẽ tin, con sẽ tiếp thọ, con sẽ biết, con cũng sẽ thấu rõ mà du nhập quán sát tu tập tùy thuận, xa lìa các sự phân biệt, đắc được rốt giáo bình đẳng. Yêu Bà Di nói: Thiện nam tử, trong đời quá khứ có kiếp tên Lý Cấu, Đức Phật hiệu là Tu Tý. Bấy giờ có ông vua tên là Điền Thọ, chỉ có một người con gái, đó là ta. Vào lúc nửa đêm, khi chấm dứt buổi diễn tấu âm nhạc, cha mẹ anh em đều đã ngủ say, 500 đồng nữ cũng đều đã ngủ. Ta ở trên lầu ngắm nhìn các vì sao, bèn thấy Đức Như Lai đó ở trong hư không, như núi chúa báu, có vô lượng vô biên thiên long tám bộ chúng và các chúng Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Thần Phật phóng ra lưới đại quang minh, chiếu khắp mười phương không gì chướng ngại. Lỗ chân lông thân Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, ta ngửi được hương thơm đó, thân ta mềm mại, tâm sinh hoan hỷ. Yêu Bà Di Bất Động nói: Thiện nam tử, trong đời quá khứ có kiếp tên Ly Cấu, Đức Phật hiệu là Tu Tý. Thời đó có ông vua tên là Điền Thọ, nhà vua chỉ có một người con gái, đó là tiền thân của ta. Vào lúc nửa đêm, khi chấm dứt buổi diễn tấu âm nhạc trong cung đình, cha mẹ anh em của ta đều đã ngủ say, 500 đồng nữ cũng đều đã ngủ hết. Ta bèn lên trên lầu ngắm nhìn các vì sao, đột nhiên thấy Đức Như Lai đó ở trong hư không. Sự trang nghiêm và quang minh của Ngài như núi chúa báu, có vô lượng vô biên thiên long tám bộ chúng và các chúng Bồ Tát cùng nhau vây quanh. Thần Phật phóng ra lưới đại quang minh, chiếu khắp mười phương không gì chướng ngại. Lỗ lông trên thân Phật đều tỏa ra hương thơm vi diệu, ta ngửi được hương thơm đó, thân ta mềm mại, chẳng còn ý niệm tham sân si, cũng chẳng còn căng cường ương ngạnh. Lúc đó cảm giác rất là tự tại thư thái, nên tâm sinh đại hoan hỷ. Bèn từ lầu đi xuống đất, chắp tay đảnh lễ Đức Phật, lại quán tướng vô kiến đảnh của Phật, quán bên trái phải thân Phật, chẳng biết được bờ mé, suy ngẫm các vẻ đẹp của Đức Phật đó không nhàm đủ, tự nghĩ thầm rằng: Đức Phật Thế Tôn đây làm những nghiệp gì mà đắc được thân tốt đẹp như thế? Tướng tốt viên mãn, quang minh đầy đủ, quyến thuộc thành tựu, cung điện nghiêm đẹp, phước đức trí huệ thảy đều thanh tịnh. Tổng trí tam muội không thể nghĩ bàn, thần thông tự tại, biện tài vô ngại. Ta bèn từ trên lầu đi xuống đất, chắp tay đảnh lễ Đức Phật Tu Tý. Ta lại quán xem tướng vô kiến đảnh của Đức Phật đó, không thể nói ra được cao bao nhiêu, lại quan sát bên trái bên phải thân của Đức Phật đó cũng chẳng cách chi biết được bờ mé. Ta lại suy ngẫm 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật đó, không bao giờ nhàm đủ, càng nhìn lại càng hoan hỷ nhìn. Do đó ta tự nghĩ thầm rằng: Đức Phật Thế Tôn đây trong quá khứ Ngài đã làm những nghiệp gì mà đắc được thân tốt đẹp như thế? Tướng tốt của Ngài đều viên mãn, quang minh cũng đầy đủ, quyến thuộc cũng thành tựu, cung điện cũng nghiêm đẹp, phước đức trí huệ thảy đều thanh tịnh. Tổng trì tam muội không thể nghĩ bàn, đắc được thần thông tự tại và biện tài vô ngại, đủ thứ phước báo. Đây là câu hỏi trong tâm của ta. Thiện nam tử, bấy giờ Đức Như Lai biết tâm niệm của ta, liền bảo ta rằng: Người nên phát tâm không thể hoại diệt các phiền não, nên phát tâm vô năng thắng phá các chấp trước, nên phát tâm không lùi sợ vào pháp môn thâm sâu, nên phát tâm khảm nhẫn được cứu chúng sinh ác, nên phát tâm không mê hoặc khắp thọ sinh trong tất cả các cõi, nên phát tâm không nhàm đủ cầu thấy chư Phật không ngừng nghỉ, nên phát tâm không biết đủ đều thọ mưa pháp của tất cả Như Lai, nên phát tâm tránh tư duy khắp sinh tất cả Phật pháp quang minh, nên phát tâm đại trụ trì khắp chuyển bánh gia pháp của tất cả chư Phật, nên phát tâm rộng lưu thông tùy chúng sinh muốn bố thí cho họ pháp bảo. Thiện nam tử, lúc đó Đức Như Lai Tu Tý biết tâm niệm của ta đang nghĩ gì, liền bảo ta rằng: Người nên phát tâm không thể hoại diệt trừ tất cả phiền não, nên phát tâm vô năng thắng phá trừ tất cả chấp trước, nên phát tâm không lùi sợ chứng nhập vào pháp môn thâm sâu, nên phát tâm khám nhẫn được cứu hộ chúng sinh ác, nên phát tâm không mê hoặc khắp thọ sinh trong tất cả các cõi, đời đời kiếp kiếp cũng không quên Bồ Đề tâm lúc ban đầu đã phát. Vì nhiệm vụ là cứu độ chúng sinh, nên phát tâm không nhàm đủ cầu thấy chư Phật không ngừng nghỉ, nên phát tâm không biết đủ đều thọ mưa pháp của tất cả Như Lai nói, nên phát tâm tránh tư duy khắp sinh tất cả Phật pháp quang minh, nên phát tâm đại trụ trì khắp chuyển bánh xe pháp của tất cả chư Phật,
nên phát tâm rộng lưu thông, tùy chúng sinh muốn bố thí cho họ pháp bảo. Thiện nam tử, ta ở chỗ Đức Phật đó nghe pháp như vậy, cầu nhất thiết trí, cầu mười lực của Phật, cầu biện tài của Phật, cầu quang minh của Phật, cầu sắc thân của Phật, cầu tướng tốt của Phật, cầu chúng hội của Phật, cầu cõi nước của Phật, cầu oai nghi của Phật, cầu thọ mạng của Phật. Phát tâm đó rồi, tâm ta kiên cố như kim cang, tất cả phiền não và nhị thừa đều không hoại được. Thiện nam tử, ta ở chỗ đạo tràng của Đức Phật tu tí đó, nghe đủ thứ các diệu pháp như vậy, bèn cầu nhất thiết trí, cầu mười lực của Phật, cầu biện tài vô ngại của Phật, cầu trí huệ quang minh của Phật, cầu diệu sắc thân của Phật, cầu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, cầu đạo tràng chúng hội của Phật, cầu cõi nước thanh tịnh của Phật, cầu oai nghi của Phật, cầu vô lượng thọ mạng của Phật. Phát tâm đó rồi, tâm ta rất kiên cố như kim cang, tất cả phiền não và thanh văn duyên giác nhị thừa đều không thể phá hoại tâm bồ đề kim cang của ta được. Thiện nam tử, từ khi ta phát tâm đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi cõi diêm phủ đề, vẫn chưa sinh tâm dục niệm hà huống làm việc ấy. Trong những kiếp đó, nơi quyến thuộc của ta, ta chẳng khởi tâm sân hà huống chúng sinh khác. Trong những kiếp đó, nơi thân mình chẳng sinh thấy cái ta hà huống đối với các đồ vật coi là của mình. Trong những kiếp đó, lúc chết, lúc sinh và trụ ở thai tạng, chưa từng mê hoặc khởi tưởng chúng sinh và tâm vô ký hà huống là những lúc khác. Thiện nam tử, từ khi ta phát tâm đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi diêm phủ đề, ta vẫn chưa từng sinh tâm dục niệm hà huống là làm việc dâm dục ấy. Trong những đại kiếp đó, đối với lục thân quyến thuộc của ta, vĩnh viễn cũng chẳng khởi tâm sân hà huống đối với chúng sinh khác, càng không thể khởi tâm sân. Trong những đại kiếp đó, ta đối với thân mình chẳng sinh thấy cái ta, chẳng chấp vào thân này là của ta, hà huống đối với tất cả các đồ vật cứ coi là của mình. Trong những kiếp đó, bất cứ là lúc chết hoặc lúc sinh và trụ ở trong thai tạng, ta chưa từng mê hoặc mà sinh ra vọng tưởng ta người chúng sinh thọ mạng bốn tướng, hoặc sinh ra tâm vô ký. Những thứ tâm đó đều đã quên hết hà huống là những lúc khác. Trong những kiếp đó, cho đến trong mộng, tùy thấy một vị Phật chưa từng quên mất hà huống Bồ Tát thập nhãn thấy. Trong những kiếp đó, thọ trì chánh pháp của tất cả Như Lai chưa từng quên mất một chữ một câu, cho đến hết thảy lời lẽ thế tục chưa từng quên mất hà huống là từ miệng của Như Lai nói ra. Trong những kiếp đó, thọ trì biển pháp của tất cả Như Lai một chữ một câu đều suy ngẫm, đều quan sát, cho đến tất cả pháp của thế tục cũng lại như thế. Trong những kiếp đó, thọ trì tất cả biển pháp như vậy, chưa từng ở trong một pháp chẳng đắc được tam muội, cho đến pháp kỹ thuật thế gian trong mỗi mỗi pháp cũng đều như vậy. Trong những đại kiếp đó, cho đến ở trong mộng, ta tùy tiện thấy một vị Phật chưa từng quên mất hà huống ta dùng Bồ Tát thập nhãn thấy chư Phật, ta càng không thể quên mất. Trong những đại kiếp đó, ta thọ trì chánh pháp của tất cả Như Lai chưa từng quên mất một chữ một câu, cho đến hết thảy lời lẽ thế tục ta chưa từng quên mất hà huống là pháp từ miệng của Như Lai nói ra. Trong những đại kiếp đó, ta thọ trì biển pháp của tất cả Như Lai mỗi một chữ, mỗi một câu, ta đều suy ngẫm kỹ càng, đều quan sát ý nghĩa kinh văn, cho đến tất cả pháp của thế tục cũng như vậy, chẳng quên tất cả kỹ xảo thế gian. Trong những kiếp đó, ta thọ trì tất cả biển pháp như vậy, chưa từng ở trong một pháp chẳng đắc được tam muội, cho đến tất cả pháp kỹ thuật thế gian, ví như ngũ minh, trong mỗi mỗi pháp cũng đều như vậy, đều đắc được tam muội. Trong những kiếp đó, trụ trì pháp luân của tất cả Như Lai, tùy sự trụ trì, chưa từng bỏ đi một chữ một câu, cho đến chưa từng sinh ra trí huệ thế gian, chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh. Trong những kiếp đó, thấy biển chư Phật, chưa từng ở một chỗ một vị Phật, mà chẳng đắc được thành tựu đại nguyện thanh tịnh, cho đến ở chỗ các hóa Phật cũng đều như thế. Trong những kiếp đó, thấy các Bồ Tát tu hành diệu hạnh, không có một hạnh nào mà ta chẳng thành tựu. Trong những kiếp đó, chúng sinh mà ta thấy, không có một chúng sinh nào mà ta không khuyên họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ta chưa từng khuyên một chúng sinh nào phát tâm Thanh Văn Bích Chi Phật. Trong những kiếp đó, đối với tất cả Phật Pháp cho đến một chữ một câu, chẳng sinh nghi hoặc, chẳng sinh hai tưởng, chẳng sinh tưởng phân biệt, chẳng sinh đủ thứ tưởng, chẳng sinh tưởng chấp trước, chẳng sinh tưởng thắng liệt, chẳng sinh tưởng thương ghét. Trong những đại kiếp đó, ta trụ trì pháp luân của tất cả Như Lai,
Tùy sự trụ trì pháp luân của ta chưa từng bỏ đi một chữ hoặc một câu Phật pháp nào, cho đến chưa từng sinh ra trí huệ thế gian, chỉ trừ vì muốn điều phục chúng sinh ta mới dùng phương tiện mà thị hiện có trí thế gian để nhiếp thọ chúng sinh. Trong những đại kiếp đó ta thấy biển chư Phật, chưa từng ở chỗ đạo tràng một vị Phật mà chẳng đắc được thành tựu đại nguyện thanh tịnh, cho đến ở chỗ đạo tràng các hóa Phật cũng đều như thế. Trong những đại kiếp đó ta thấy các Bồ Tát tu hành diệu hạnh, không có một hạnh nào mà ta chẳng thành tựu. Trong những đại kiếp đó chúng sinh mà ta thấy được, không có một chúng sinh nào mà ta không khuyên họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta chưa từng khuyên một chúng sinh nào phát tâm nhị thừa thanh văn bích chi Phật. Ta đều cổ động chúng sinh hướng về Bồ Đề giác đạo Phật thừa tối cao vô thượng. Trong những kiếp đó ta đối với tất cả Phật pháp cho đến một chữ một câu kinh văn, ta đều chẳng sinh tâm nghi hoặc, chẳng bao giờ nói bộ kinh này là thật, bộ kinh kia là giả. Ta chưa từng sinh tâm hoài nghi. Ta đối với tất cả kinh văn chẳng sinh ta tư tưởng đây là đúng hoặc không đúng, cũng chẳng sinh tâm thị phi vì Phật pháp là pháp môn không hai. Ta cũng chẳng sinh tưởng phân biệt đối với Phật pháp. Ta đem Phật pháp và tự tánh hợp mà làm một, chẳng có sự phân biệt. Ta đối với Phật pháp chẳng sinh ra đủ thứ tưởng. Ta đối với Phật pháp chẳng sinh ra tưởng chấp trước, không chấp trước tướng, cũng chẳng sinh ra tưởng thắng liệt đối với Phật pháp, chẳng bao giờ nói pháp này là thủ thắng, còn pháp kia là hạ liệt. Ta cũng chẳng sinh ra tưởng thương ghét đối với Phật pháp. Hai thứ tâm này đều thuộc về cực đoan, chẳng phải trung đạo liễu nghĩa. Ta đã chẳng còn tất cả sự chấp pháp như vậy. Thiện nam tử, ta từ đó đến nay thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ Tát, thường thấy chân thật thiện tri thức, thường nghe nguyện của chư Phật, thường nghe Bồ Tát hạnh, thường nghe môn ba la mật của Bồ Tát, thường nghe môn trí địa quang minh của Bồ Tát, thường nghe môn vô tận tạng của Bồ Tát, thường nghe môn vào vô biên lưới thế giới, thường nghe môn nhân duyên sinh ra vô biên cõi chúng sinh, thường dùng trí huệ quang minh thanh tịnh trừ diệt phiền não của tất cả chúng sinh, thường dùng trí huệ sinh trưởng căn lành tất cả chúng sinh, thường tùy thuận sự ưa thích của tất cả chúng sinh thị hiện thân họ, thường dùng lời nói thanh tịnh thượng diệu khai ngộ tất cả chúng sinh pháp giới. Thiện nam tử, ta từ đó đến nay thường thấy được tất cả chư Phật mười phương ba đời, cũng thường thấy Bồ Tát và làm bạn với các Bồ Tát. Các vị đừng cho rằng Phật và Bồ Tát là người Ấn Độ, quốc gia nào cũng đều có Phật và Bồ Tát. Ai tu hành Phật đạo thì tương lai đều sẽ thành Phật, ai tu hành Bồ Tát đạo thì tương lai cũng sẽ thành Bồ Tát. Chẳng riêng gì người Ấn Độ mới có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Ta lại thường thấy chân thật thiện tri thức. Thế nào là chân thật thiện tri thức? Ngài chẳng còn tham sân si, thường tu giới định huệ, không mong cầu, thường lợi ích chúng sinh khác, chẳng cầu lợi ích cho chính mình. Ta lại thường nghe đại nguyện của chư Phật phát ra, thường nghe được độ vạn hạnh của Bồ Tát tu, thường nghe môn ba la mật của Bồ Tát tu, thường nghe môn trí huệ địa vị quang minh của Bồ Tát, thường nghe môn vô tận pháp tạng của Bồ Tát, thường nghe môn vào vô biên lưới thế giới. Thế giới với thế giới liên kết với nhau thành tựa như một mạng lưới, thế giới nhiều vô biên vô số. Chẳng phải riêng gì một thế giới ta bà của chúng ta đây, ta lại thường nghe pháp môn nhân duyên sinh ra vô biên cõi chúng sinh. Ta thường dùng trí huệ quang minh thanh tịnh trừ diệt phiền não của tất cả chúng sinh. Ta thường dùng trí huệ thấm nhuần sinh trưởng căn lành của tất cả chúng sinh. Ta cũng thường tùy thuận sự ưa thích của tất cả chúng sinh mà thị hiện thân đồng loại với họ để giáo hóa họ. Ta lại thường dùng lời nói âm thanh thanh tịnh thượng diệu để khai ngộ tất cả chúng sinh pháp giới. Ở trên đây là phương pháp của Ưu Bà Di Bất Động giáo hóa thiện tài đồng tử hành Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ta đắc được môn Bồ Tát cầu tất cả pháp không nhằm đủ trang nghiêm. Ta đắc được môn tất cả pháp bình đẳng địa tổng trì hiện tự tại thần biến không thể nghĩ bàn. Người có muốn thấy chăng? Thiện tài nói, tâm con muốn được thấy. Ưu Bà Di Bất Động nói, thiện nam tử, ta đắc được môn Bồ Tát cầu tất cả pháp không nhảm đủ trang nghiêm. Ta đắc được môn tất cả pháp bình đẳng địa tổng trì. Ta có thể thị hiện tự tại thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Người có muốn thấy chăng? Thiện tài nói, dạ trong tâm con muốn được thấy những cảnh giới đó. Bây giờ Ưu Bà Di Bất Động ngồi trên tòa sư tử Long Tạng nhập vào môn tam muội cầu tất cả pháp không nhảm đủ trang nghiêm. Môn tam muội bất không luân trang nghiêm, môn tam muội mười lực trí luân hiện tiền, môn tam muội phật chủng vô tận tạng, nhập vào một vạn môn tam muội như vậy. Khi nhập vào những môn tam muội đó thì mỗi phương trong mười phương các thế giới nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều có sáu thứ chấn động.
Các thế giới đó thảy đều thanh tịnh, lưu ly làm thành. Trong mỗi thế giới đều có trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức Đức Như Lai hoặc trụ ở trời Đâu Xuất cho đến vào Niết Bàn. Mỗi Như Lai đều phóng ra lưới quang minh khắp cùng pháp giới. Đạo tràng chúng hội thanh tịnh vây quanh truyền bánh xe pháp khai ngộ quần sinh. Bấy giờ Yêu Bà Di Bất Động từ Tam Muội dậy bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ngươi có thấy những cảnh giới đó chăng? Thiện Tài nói: Con đều đã thấy rồi. Lúc đó Yêu Bà Di Bất Động ngồi trên tòa sư tử Long Tạng, sau đó nhập vào môn Tam Muội cầu tất cả pháp không nhảm đủ trang nghiêm. Môn Tam Muội bất không luận trang nghiêm, môn Tam Muội mười lực trí luân hiện tiền, môn Tam Muội Phật chủng vô tận tạng. Yêu Bà Di Bất Động nhập vào một vạn môn Tam Muội như vậy. Khi nhập vào những môn Tam Muội đó thì đột nhiên mỗi phương trong mười phương, các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đều có sáu thứ chấn động. Đó là biểu thị điểm cát tường. Hết thảy thế giới thảy đều thanh tịnh, lưu ly làm thành. Trong mỗi thế giới đều có trăm ước bốn thiên hạ, trăm ước Đức Như Lai. Các ngài thị hiện tám tướng thành đạo hoặc trụ ở trời Đâu Xuất. Sau đó từ cung trời Đâu Xuất nhập thai, xuất ra hàng ma thành đạo chuyển pháp luân vào Niết Bàn. Mỗi Đức Như Lai đều phóng ra lưới quang minh khắp cùng pháp giới. Đạo tràng chúng hội thanh tịnh vây quanh chuyển bánh xe pháp khai ngộ hết thảy chúng sinh. Lúc đó Yêu Bà Di Bất Động từ Tam Muội dậy bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ngươi có thấy những cảnh giới đó chăng? Thiện Tài nói: Dạ, con đều đã thấy rồi. Yêu Bà Di Bất Động nói: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn Tam Muội quang minh cầu tất cả pháp không nhảm đủ này, vì tất cả chúng sinh nói vi diệu pháp đều khiến cho họ hoan hỉ. Như các đại Bồ Tát, như chim cánh vàng bay lượn trong hư không không chướng ngại, hay nhập vào biển chúng sinh thấy có chúng sinh căn lành đã thành thục, liền chấp lấy đè lên bờ Bồ Đề, lại như khách buôn vào đại châu báu tìm cầu mười lực trí huệ báu của Như Lai, lại như người đánh cá cầm lưới chánh pháp vào biển sinh tử ở trong nước ái lượt bắt hết các chúng sinh, lại như Atula Vương có thể khuấy động các biển phiền não thành lớn ba cõi, lại như mặt trời xuất hiện trong hư không chiếu nước ái bùn dơ khiến cho khô cạn, lại như trăng rằm xuất hiện trong hư không khiến cho kẻ đáng được giáo hóa tâm hoa nở ra, lại như đại địa khắp đều bình đẳng làm chỗ ở của vô lượng chúng sinh tăng trưởng tất cả gốc rễ pháp lành, lại như gió lớn chỗ thổi đến đều vô ngại có thể nhổ trừ cây lớn tất cả các kiến chấp, như chuyển luân vương du hành thế gian dùng bốn pháp nhiếp nhiếp các chúng sinh, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Yêu Bà Di Bất Động nói: Thiện nam tử, ta chỉ đắc được môn Tam Muội quang minh cầu tất cả pháp không nhảm đủ này, ta vì tất cả chúng sinh nói vi diệu pháp đều khiến cho họ hoan hỉ vui mừng. Như các đại Bồ Tát, các ngài như chim cánh vàng đều bay lượn tự do tự tại ở trong hư không không chướng ngại, dùng cánh quạt nước biển sẽ làm hai, sau đó lộ ra chỗ rồng ở, nó liền bay xuống bắt rồng ăn. Bồ Tát cũng như thế, hay nhập vào biển tất cả chúng sinh thấy có chúng sinh nào căn lành đã thành thục thì liền chấp lấy họ để họ lên bờ Bồ Đề. Các ngài lại giống như khách buôn đi vào đại châu báu tìm cầu mười lực trí huệ báu của Như Lai, lại giống như người đánh cá cầm lưới chánh pháp vào biển sinh tử ở trong nước ái lượt bắt hết tất cả chúng sinh, lại giống như Atula Vương có sức đại oai thần có thể khuấy động các biển phiền não thành lớn ba cõi, lại giống như mặt trời xuất hiện trong hư không chiếu nước ái bùn dơ khiến cho khô cạn, lại giống như trăng rằm xuất hiện trong hư không khiến cho kẻ đáng được giáo hóa tâm hoa nở ra, lại giống như đại địa khắp đều bình đẳng làm chỗ ở của vô lượng chúng sinh tăng trưởng tất cả gốc rễ pháp lành, lại giống như gió lớn chỗ thổi đến đều vô ngại có thể nhổ trừ cây lớn tất cả các kiến chấp, lại giống như chuyển luân thánh vương du hành thế gian ngồi xe trang nghiêm trong vòng một tiếng đồng hồ có thể du hành khắp bốn đại châu, ngài dùng bốn pháp nhiếp bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Vô Lượng Đô Tát La, trong thành đó có một vị xuất gia ngoại đạo tên là Biến Hành. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Vô Lượng Đô Tát La, trong thành đó có một vị xuất gia ngoại đạo tên là Biến Hành. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, ngài sẽ vì ngươi mà diễn nói.
Bây giờ thiện tài đồng tử đành lễ yêu bà Di Bất Động, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đành lễ yêu bà Di Bất Động, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác.